Hai, xin chào mọi người. Hôm giờ thì mình cũng ít đăng xe mô tô. Hôm nay mình lại tiếp tục về hai chiếc cruiser huyền thoại của nhà Honda và lại đăng lên cho anh em xem ha. Thì trước mắt anh em đây là một cặp đôi. Đó là Honda Shadow Aero và Honda Shadow Phantom. Đấy, hôm giờ thì cũng nhiều anh em đang rất là tìm kiếm hai dòng xe này. À, để chơi cũng như là để sưu tầm ha. Thì hiện tại thì hai con xe trước mắt anh em đây là hai con xe đời cao. Một con là Aero đời 2015, cũng là đời cao nhất. Và một con Shadow Phantom là đời 2018. Đấy, cả hai con xe này là đời cao hết nha mọi người. Và hôm trước thì mình cũng có bán cái dòng Honda Shadow Aero đời 2019 xe mới. Thì cho đến hôm nay thì cái dòng Shadow Aero đời 2019 thì nó cũng đã hết hàng. Nó không còn chiếc xe mới nào trên thị trường luôn mọi người. Đó, dòng Shadow Aero hiện tại thì nó cũng tuyệt chủng nha. Coi như hiện tại là cả hai dòng xe này luôn, Aero và Phantom thì nó đều không có xe mới. Và hy vọng là trong tương lai thì mình lại tiếp tục nhập được những chiếc xe mới này về để phục vụ anh em. Đó, tuy nhiên là không biết tương lai là lúc nào thôi. Nhưng hiện tại thì mình tạm thời có hai chiếc xe lướt. Đó, xe lướt đời cao ha. Shadow Aero thì đời 2015. Ở cái đời này là các chi tiết nó còn xi mạ rất là nhiều nha mọi người. Đời 2015 tuy nhiên là được nhập từ Mỹ về và đăng ký vào năm 2018. Thì cái này nhiều anh em chơi xe cũng theo dõi thì cũng đã biết rồi đó. Cái dòng Shadow đời 2015 này về là được đăng ký vào năm 2018 ha. Nó được nhập về vào năm 2018. Cả hai con xe này đều là xe mới đập thùng luôn. Đấy, và chủ họ sử dụng cho đến bây giờ. Cả hai con xe này đều là một chủ. Trước đây mình bán hai con xe này là xe mới. Đó, xe một chủ nguyên bản, rất là ok. Honda Shadow Phantom thì chủ nhân của nó cũng đã móc cho cặp bô. Móc bô nghe rất là uy lực luôn, nghe rất là hay. Còn Shadow Aero thì nó là đi cặp bô zin. Đó, nghe thì nó cũng có lực á, nhưng mà nó không có lớn bằng Shadow Phantom. Rồi với cái dòng Shadow Aero thì anh em có thể thấy là xi mạ của nó rất là sáng ha. Có nhiều anh em rất là thích cái đời này và cũng dặn mình là kiếm cái dòng xe này. Tuy nhiên là nhiều anh em hiện giờ cũng đang bị kẹt tiền vì Covid á, cho nên chưa có rước được mấy em này. Đó, cho nên mình đăng lên để cho anh em nào đang tìm kiếm hai dòng xe này thì cũng có thể liên hệ với mình cho nó nhanh gọn lẹ. Đó, thì với cái dòng Shadow Aero thì cái đầu đèn của nó xi nè, xi nhan nè, ốp vỏ phuộc nè, nó được xi chrome rất là sáng, nhìn rất là đẹp nha anh em. Cái dòng Shadow Aero thì đi nó sang trọng. Và xe này thì nó có gắn cái chống đổ rồi. Đó, và cái ốp lọc gió cũng như là các chi tiết máy nó cũng được xi chrome rất là đẹp nè. Ốp động cơ, ốp đầu bò. Đó, và cặp bô bô xi. Cặp bô này thì nó giống nhau, nó giống với Shadow Phantom. Đó, và cái phần đùm niền nó cũng được sơn màu bạc ha. Niền thì nó là niền xi chrome rồi. Đó, nẹp xi. Và nó cũng có khác biệt chút đỉnh so với đời 2019 nha anh em. Đời 2019 thì cái dàn chân nó được sơn màu đen. Cũng như là cái ốp động cơ hai bên nó được sơn màu đen. Và các chi tiết nhỏ nhỏ. Đó, thì nó khác biệt với đời 2015 thôi. Tuy nhiên là có nhiều anh em rất là thích cái đời 2015. Đó, còn đời 2019 thì anh em nói nó có phần giống với Shadow Phantom. Và cả hai con xe này thì nó là đều là hải quan chính ngạch nha mọi người. Sang tên toàn quốc vô tư. Rút gốc sang tên rất là thoải mái, không có làm khó làm dễ gì hết. Đó, và với dòng Shadow Aero thì cái phần yên của nó nhìn nó to hơn. Yên theo kiểu làm hai tầng nha anh em. Đó, giống như kiểu yên rời. Và yên nó to, thích hợp cho những anh em chở vợ con đi. Đó, thì cái dòng Aero thì nó sang trọng, nó nhìn nó thời trang.
Còn với Shadow Phantom thì anh em có thể thấy nhìn nó rất là thể thao ha, với cái phần ghi đông của nó là được nằm ngang đó, và cái phục sau của nó thì nó để lòi cái lò xo ra, nó không có cái ốp giống như là của Shadow Arrow, và phần yên của nó cũng có nhỏ hơn, thiết kế của nó nhỏ nhắn hơn đó. Thì cả hai con xe là nó theo hai trường phái khác nhau. Anh em nào thích sự sang trọng thì có thể lựa chọn Arrow, còn anh em nào thích sự thể thao mạnh mẽ cá tính thì có thể lựa chọn Phantom ha. Đó, hai cái thiết kế nó cũng na ná nhau. Phần động cơ là nó giống nhau nha anh em, bình xăng nó cũng thiết kế cũng giống nhau nữa, tuy nhiên là hai cái màu thì nó khác nhau đó. Hai cái màu nè, một cái là màu đen bóng và một cái là màu đen mờ. Shadow Phantom thì nó đặc trưng với cái màu đen mờ rồi. Và với chiếc xe Honda nhập Mỹ thì anh em có thể thấy được cái mã số đầu, ký tự đầu của xe GH2RC đó. Cái mã này là của Mỹ nha anh em. Và cái dòng xe của Mỹ á, thì nó dán tem ở bên này, nó dán tem ở trên sườn, và cái số khung của nó thì nằm ở trên cái cổ xe đó. Số khung thì nằm trên cổ xe, và cái tem thì nó dán ở đây là để cho dễ nhìn, dễ nhận biết nó là xe Mỹ, và cái tên của nó ở thị trường Mỹ là VT đó, VT750C ha. Thì cái đó là cái mã của cái tên xe, còn anh em hay gọi cái dòng xe này nó là Shadow Arrow 750 đó. Thì xe nó là nguyên zin nguyên bản cho nên nó rất là đẹp nha mọi người đó. Máy móc là nguyên zin nguyên bản, không có đâm đụng gì hết. Và xe thì anh em có thể thấy các đồ xi của nó rất là sáng ha, đồ xi của nó rất là sáng bóng, rất là đẹp. Xe này thì nó chưa có móc bô, nó bô zin, nghe cũng vừa phải chứ không lớn nha mọi người, nghe cũng rất là lịch sự. Rồi bây giờ để mình nổ máy chiếc xe này lên cho anh em nghe luôn. Có xe này nó bô zin nhưng mà để ở trong nhà thì nghe nó cũng khá lớn ha. Nó bô zin mà nghe nó rất là uy lực luôn. Cái dòng máy V-Twin nó nghe cái âm thanh nó rất là hay, nghe nó rất là đanh. Và mình cho mọi người xem cái đồng hồ của nó ha. Em nó đi được 1.900 rồi, gần 2.000. Đó, xe nguyên zin, xe được nhập về từ Mỹ ha, có tem tiếng Anh. Đó, nếu mà xe của Nhật á, thì nó là tem tiếng Nhật nha mọi người. Còn đây là cái phiên bản Mỹ cho nên nó tem này. Còn cái xe phiên bản châu Âu là cái kiểu tem nó khác nữa. Đó, như là cái dòng xe bên kia cũng là nhập về từ Mỹ cho nên hai cái tem này nó rất là giống nhau. Đó, anh em có thể thấy cái form tem nó là của Mỹ. Đấy, và cho mọi người xem cái em Honda Shadow Phantom ha. Cái màu đen mờ của nó nhìn nó cũng rất là manly. Đó, nhìn nó rất là thể thao ha. Xe này thì chủ xe cũng có dán keo một số chỗ, dán keo để bảo vệ. Đó, và hiện tại thì em này nó đi 5.200. Đó, hơn 5.200 một tí xíu ha. Đó, tên của chiếc xe này là Shadow nè, Shadow Phantom. Đó. Rồi, để mình nổ máy cái em này lên cho mọi người nghe. Âm thanh của em này nghe rất là dữ dằn. Rất là hay, móc rất là hay, rất là ấm, không
có bị rè hay là bị chép, nghe bass rất là nhiều. Và đây là cái năm sản xuất của em nói nha, năm 2018.